giữa mình với chồng mình á cũng có một đống ngăn ngại. Chồng mình rất là thương mình cũng rất thương chồng mình, nhưng mà vì cái ngã, mình đang nói về cái ngã, cho nên làm cho hai người mỗi ngày đi hai hướng, càng ngày càng xa đó. Thì mình muốn bỏ cái đó là chỉ có duy nhất là hai người cùng một hơi thở. Đó là những gì Thiên Ấn Kiệt này dạy cho hàng đệ tử đọc cuốn kinh. Thì nếu mà tập được cho ông chồng đọc cuốn kinh thì dùng cái kinh điển để mà thanh lọc cái ngã của ông chồng hay là của người vợ. Còn nếu mà ông đọc không được cuốn kinh để mà có sự cảm thông lẫn nhau, thì hai người ngồi thiền, thôi anh ngồi bên, em ngồi bên, ngồi thiền, thay vì mình lái xe đi ăn hay đi shopping đồ cũng ồn ào quá, thôi mình ra bát do đó mình kiếm hai cái ghế bố mình nằm cũng được. Nếu mà ngồi thiền được hai ghế bố nằm nha, để cùng một hơi thở thì cũng là hạnh phúc, và cũng từ đó mình thông cảm lẫn nhau. Rồi mình nói những cái chuyện hay mà mình biết, mà chồng mình á, nó cứ ỷ là nó làm cái paycheck, rồi nó về nhà nó coi vợ khờ này không biết gì. Thật sự ai cũng có trí tuệ, ai cũng có cái khôn hết, nhưng mỗi người khôn mỗi kiểu, đâu phải là đi kiếm tiền là khôn đâu. Cho nên đàn ông phải coi lại. Ở trong mấy hàng đệ tử họ Thiên của sư phụ có rất là nhiều hàng ngày xưa vợ nó đi theo nhận sư phụ làm sư phụ, cậu về nhà là bị vũ, bị la, bị hét nhiều lắm, bây giờ là đại tử luôn rồi. Tại vì